Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc Truyện biên dịch, hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina, qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, vì lo sợ Trường Sinh sẽ đánh cho tàn phế, các đối thủ ở vòng đấu cuối đã đồng loạt chịu thua, qua đó giúp Trường Sinh giành được vị trí võ trạng nguyên mà không phải đánh một trận nào. Cũng trong tập này, lần đầu tiên chúng ta có được cái nhìn khái quát về nhân vật quyền lực nhất lúc bấy giờ, đấy là Hoàng thượng. Đúng như câu nói, gần vua như gần hổ, vị vua này cũng không hề đơn giản, thậm chí còn thử thách Trường Sinh bằng những chiêu kín như là hỏi lấy họ gì hoặc ra lệnh cho Trường Sinh ăn đồ ăn có độc. Tất nhiên, việc Trường Sinh nghe theo hoàng mệnh cũng là điều rất dễ hiểu, bởi vì với người xưa, trung quân ái quốc là tư tưởng được sử dụng. Một điểm đặc biệt khác trong tập này đó là về thanh Hàn Nguyệt Đao của Trường Sinh. Đây là một thanh thần binh lợi khí, thậm chí còn cắt đứt đôi thanh kiếm quý của thần kiếm Sơn Trang Lục Đình An. Nhưng điều đáng nói ở đây là dù thanh đao này chỉ là hư cấu, nhưng người chế tạo nó thì không. Theo sử ký Tư Mã Thiên, phần Thích Khách Liệt Truyện, vào thời Tần Thủy Hoàng, nước Tần rất mạnh. Thái tử Đan của nước Yên khi đó đã cử môn khách của mình là Kinh Kha làm thích khách ám sát Tần Thủy Hoàng. Để đảm bảo vụ ám sát thành công, Thái tử Đan đã dò tìm những thanh chủy thủ sắc bén nhất trong thiên hạ. Sau đó gặp được chủy thủ của một thợ rèn kiếm người nước Triệu là Từ Phu Nhân, dùng 100 cân vàng đổi lấy, rồi sai thợ dùng thuốc độc tẩm vào, đem thử trên người, máu chảy ra mỏng như tơ, còn người ngã ra chết. Đây cũng là điển cố duy nhất có đề cập tới Từ Phu Nhân. Chính vì cái tên dễ hiểu lầm về giới tính này mà các sử gia đời sau phải chú giải rằng Từ Phu Nhân thực ra là một người đàn ông. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và comment phía dưới video. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường Sinh, chương 147. Đèn đêm trò chuyện. Nghe Trương Mặc nói như vậy, Trường Sinh tâm tình tốt hơn rất nhiều. Sư thúc, ngươi đối với người này hiểu rõ bao nhiêu? Ta chỉ là mấy ngày trước ở Nghe Phủ Hậu Đường từng gặp mặt hắn, Trương Mặc nói. Theo ta quan sát, người này cũng không phải là kiệt trụ hàng ngũ, cũng không phải là hạng người vô năng. Hắn vẫn là muốn chăm lo việc nước, phục hưng đại đường. Người này rất là đa nghi, Trường Sinh nói. Sao ngươi lại nói lời đấy? Trường Sinh lập tức đem những việc mà hắn quan sát được khi còn luận võ cùng với những chuyện đã xảy ra đêm nay giản lược nói ra. Nghe xong Trường Sinh giảng giải, Trương Mặc không có lập tức tiếp lời, trầm ngâm qua đi mới mở miệng nói. Xác thực là đa nghi, có điều điều này cũng không oán được hắn. Hắn tiếp nhận chính là hoàng triều bấp bênh hỗn loạn. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn là bị đại thái giám Dương Phục Cung xem như con rối, nâng đỡ lên ngôi, căn cơ bất ổn. Dưới trướng không có người, nếu là sơ ý bất cẩn, dễ tin người khác, không chỉ ngôi vị hoàng đế khó giữ được, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc lại nói, ta biết người kiêu căng tự mãn, xem thường thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhưng đại đường chính là lý gia thiên hạ. Chúng ta đạo nhân muốn tế thế cứu khổ, chỉ có giúp đỡ minh chủ, ngày tháng ra sức, lo cho thương sinh cùng vạn dân. Chờ Trường Sinh chậm rãi gật đầu, Trương Mạc lại nói, hoàng thượng cũng là người, cũng có thất thường vui giận. Dù có một chút khuyết điểm, làm thần tử cũng không thể lòng sinh oán hận, ngỗ nghịch phạm thượng. Huống chi hắn cũng không có nghịch thiên cử chỉ là cái tôi lớn, người cũng không cần quá để trong lòng. Lòng sinh oán hận đúng là không có, ta chỉ là không quá thoải mái, Trường Sinh nói. Ta cùng với hắn lúc gặp mặt là dùng đạo nhân chắp tay hành lễ, kỳ thực cũng không thể coi là khúm núm. Nghe được lời của Trường Sinh, Trương Mặc mặt giãn ra cười nói, mặc kệ là ai,
thấy hoàng thượng đều phải quỳ xuống. Ngươi gặp vua không quỳ, còn có cái gì trong lòng không thoải mái? Ta còn nói chút lời. A-dua nịnh hót. Trường sinh cau mày nói, ta lại không muốn thăng quan tiến tước, cũng không tham vinh hoa phú quý. Thật sự nghĩ không ra, tại sao lại phải A-dua chèo kéo? Nói quá lời, ngươi chỉ là trả lời khéo léo, tại sao lại là A-dua nói chuyện? Trương Mặc lắc đầu nói, theo ta cùng đại ca suy đoán, lần này vũ cử đồng thí, hắn là muốn nhân cơ hội mời chào một nhóm còn trẻ tuấn kiệt làm tâm phúc, cùng ủy thác trọng trách. Ngày sau ngươi cùng hắn ở chung, nhất định phải làm cho hắn tâm tình dễ chịu. Chỉ có để tâm tình của hắn dễ chịu, hắn mới có thể trọng dụng ngươi. Mắt thấy Trường Sinh muốn chen lời, Trương Mặc vội vàng xua tay ngăn lại, tiếp tục nói, ta biết ngươi không ham muốn vinh hoa phú quý, nhưng ngươi muốn tế thế cứu khổ, hành thiện tích đức, nhất định phải thu được sự tin tưởng của hắn. Nếu như hắn nhìn thấy ngươi liền phiền lòng, nhìn thấy ngươi liền trốn, dù cho ngươi trong lòng đều là lợi quốc kế sách, lợi dân cử chỉ, ngươi cũng không thể khuyên hắn thực thi. Có đạo lý. Trường Sinh nghiêm trọng gật đầu. Trương Mặc lại nói, gần đèn thì dạ, gần mực thì đen, đạo lý này ngươi nên hiểu được. Ngươi nhất định phải làm cho hắn tín nhiệm, cũng yêu thích ngươi. Chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội. Chờ khi ở bên hắn, bất chi bất giác thiện dụ phụ tá. Nếu như ngươi đưa tới sự phản cảm của hắn, ở bên cạnh hắn chính là người khác. Vạn nhất người này tâm thuật bất chính, tiến vào gièm pha làm ác, xui xẻo chính là văn võ cả triều cùng lê dân thương sinh. Trương Mặc một lời nói quét sạch Trường Sinh trong lòng mờ mịt. Yên tâm đi sư thúc, ta biết nên làm như thế nào. Trương Mặc còn chưa phải quá yên tâm, lần thứ hai nói ra, ngày sau hắn có thể có chút sự tình làm không hợp với tâm ý của ngươi, ngươi cũng không thể lòng sinh oán hận. Phải biết dưới trời này tất cả đều là đất của vua, thần tử xung quanh phò tá, thiên hạ vốn là của hắn, hắn mới là quân, ngươi chỉ là thần. Trương Mặc nói đến chỗ này liền hạ thấp giọng, ta hiểu ngươi, ngươi bản tính thiện lương, coi trọng trung hiếu nhân nghĩa, nếu là có một ngày lòng sinh bất mãn cũng chắc chắn sẽ không phạm thượng làm loạn, nhiều lắm là bỏ quan rời triều. Nhưng mà ngươi thử nghĩ, nếu như ngươi đi rồi, triều đình sẽ ít đi một vị quan tốt. Ngươi trốn đi hưởng thanh nhàn, xui xẻo vẫn là lê dân bách tính. Ta đã hiểu sư thúc. Cùng hoàng thượng ở chung, nhất định phải lễ nghi chu toàn, trả lời khéo léo. Mặc dù có lúc nói chút xu nịnh ngôn ngữ, cũng không phải là vì bản thân tư tâm, mà là vì nhắc hắn hướng thiện, ích nước lợi dân. Trường Sinh nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền an tâm. Trương Mặc cười nói, ngươi bây giờ là tam phẩm đại quan, nếu như triều đình là một cây đại thụ, ngươi bây giờ chính là một cành cây lớn trên cây đại thụ này, ngươi có thể làm được rất nhiều sự tình. Trường Sinh gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sư thúc, nếu như hắn để cho ta làm chuyện xấu thì làm sao bây giờ? Trương Mặc không trả lời mà hỏi lại, ngươi sẽ tùy ý giày xéo đồ vật của chính mình hay sao? Không biết. Trường Sinh lắc đầu. Vậy được rồi, hắn cũng sẽ không. Trương Mặc nói, hắn là hoàng đế, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, hắn chỉ có thể hy vọng dân giàu nước mạnh, chắc chắn sẽ không tự hủy cơ nghiệp. Hoàng thượng là không có tư tâm, nếu có cũng chỉ có một, chính là có người nguy hiểm đến ngôi vị hoàng đế của hắn. Thật đến lúc đó, hắn nhất định sẽ lựa chọn bảo toàn ngôi vị hoàng đế mà không phải là bảo toàn bách tính. Nói có lý. Trường Sinh gật đầu. Hắn chỉ có đem thiên hạ xem như là của hắn thì mới quý trọng bảo vệ. Trương Mặc mỉm cười gật đầu, tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn rót nước cho Trường Sinh. Trường Sinh thấy thế vội vàng đứng dậy đoạt lấy ấm trà, trước tiên là rót ra một chén cho Trương Mặc, rồi rót thêm một chén cho mình. Trương Mặc nâng chung trà lên nhấp một miếng.
Căn cứ ngươi lúc trước đã nói, hắn đêm nay tổng cộng khảo nghiệm của ngươi 7 lần. Một là đưa lên chữ lý danh thiếp, thử tâm trí của ngươi. Ngươi nếu như chưa từng lĩnh hội, đêm nay hẳn cũng không gặp được hắn. Hai là nhìn ngươi có thể hay không lập tức cùng hộ vệ kia đi gặp hắn. Nếu như ngươi không có lập tức đi tới chỗ hắn, mà là trước về để cùng chúng ta chào hỏi rồi đi, hắn cũng sẽ lòng sinh bất mãn. Ba là sau khi vào cửa thử nhãn lực của ngươi, ngươi nếu như bái kiến sai người, hắn cũng sẽ nhìn ngươi không vừa mắt, thậm chí sẽ không ra gặp ngươi. Lại có thêm chính là ban thưởng họ Lý, Trương, Nghê, ba cái dòng họ này, mặc kệ ngươi lựa chọn phương án nào đều là sai. Hắn đang thăm dò lập trường của ngươi. Nếu như có một ngày chúng ta Trương gia cùng Nghê gia và Lý gia đối lập, ngươi sẽ làm sao ứng xử? Năm là nhìn như vô ý nhấc lên Nghê gia luận võ chọn rể một chuyện. Lúc đó đại ca ta đưa cho ngươi lá bùa, rõ ràng viết rõ muốn tận diệt. Ngươi xem xong lại đem lá bùa ăn. Hành động này hoàng thượng cũng nhìn thấy, ta cũng có thể nhìn ra hắn phi thường hài lòng. Nhưng ngươi vẫn chưa hoàn toàn phụng chỉ, mà là buông tha ba người, trong đó hai cái là bạn bè của ngươi. Nhưng cuối cùng tên Dương Thủ Nghĩa kia, ngươi cũng không lấy đi tính mạng. Hắn nhìn ở trong mắt, rất có thể sẽ cho rằng ngươi là cố ý cùng hoạn quan Yêm Đả để lại chỗ trống. Hắn chuyện xưa nhắc lại chính là nhìn ngươi có thể hay không chủ động giải thích, mà ngươi ứng đối cũng phi thường xảo diệu. Nếu không, hắn nhất định sẽ mang khúc mắc trong lòng. 6 là hỏi ngươi lúc ở quê nhà có các loại dị tượng. Ngươi như trả lời thiếu sót, hắn rất có thể sẽ đem ngươi coi như ẩn giấu uy hiếp. Đừng nói là sẽ ủy thác trọng trách, chính là trong bóng tối làm hại ngươi đều có khả năng. Cuối cùng chính là hạ độc trong thức ăn, trong rượu lưu lại thuốc giải. Ngươi nếu như không phụng chỉ, toàn bộ ăn sạch uống cạn, sẽ độc phát thân vong. Hắn động tác này là vừa thăm dò ngươi có thể hay không nghiêm ngặt chấp hành ý chỉ của hắn. Lại là đối với ngươi ngày đó buông tha Dương Thủ Nghĩa mà canh cánh trong lòng. Nếu như trước đó ngươi không có buông tha Dương Thủ Nghĩa, ta phỏng chừng hắn cũng sẽ không cho ngươi bố trí như vậy nghiêm khắc thử thách. Trường Sinh thật vất vả khô mồ hôi, mấy câu nói của Trương Mặc trực tiếp lại cho hắn trán đầy mồ hôi. Trương Mặc nói không sai, hắn ngày đó không giết Dương Thủ Nghĩa vừa có nguyên nhân cảm tạ cái thằng ngu này, lại có ý cân nhắc không muốn cùng hoạn quan triệt để trở mặt, buông tha hai tên thái giám ám sát Dương Khai cũng là ý tưởng như vậy. Thấy Trường Sinh sắc mặt khó coi, Trương Mặc ôn nhu trấn an. Cũng may ngươi giải thích hợp lý, bỏ đi hoài nghi của hắn. Ngươi cần phải nhớ kỹ, chân đứng hai thuyền chính là quan trường tối kỵ. Ta biết ngươi cũng không phải là sợ hãi hoạn quan Yêm Đả, chỉ là không muốn trở mặt quá sớm. Ngươi có khó xử, nhưng hoàng thượng sẽ không thông cảm với khó xử của ngươi. Hắn chỉ có nhìn ngươi có phải hay không là người trung tâm bất nhị. Trường Sinh nắm chén uống nước, giơ tay lau mồ hôi. Sư thúc, ngươi làm sao đánh giá hắn đêm nay triệu kiến ta một chuyện? Ngươi thấy thế nào? Trương Mặc hỏi ngược lại. Trường Sinh đặt chén trà xuống rồi nói, ngày mai vào chiều liền muốn an bài chức vị. Hắn sớm thấy ta, rất có thể là muốn nhìn ta đến tuột cùng là hạng người gì, an bài cho ta chức gì thì thích hợp. Ngươi chỉ nói đúng có phân nửa, Trương Mặc nói ra. An bài cho ngươi chức gì, chuyện này hắn đã nghĩ được rồi. Lần này thấy ngươi chỉ là vì xác nhận ngươi có thể hay không đảm đương trọng trách. Có đạo lý, Trường Sinh gật đầu. Sư thúc, ngươi cảm giác hắn sẽ an bài cho ta chức vụ gì? Cái này rất khó nói, Trương Mặc lắc đầu. Có điều có thể xác định một chút, đó chính là hắn nhất định sẽ giao cho ngươi thực quyền, sẽ không cho ngươi nhàn hạ. Trường Sinh khẽ nhíu mày, không có nói tiếp. Trương Mặc lại nói ra, dựa theo ta cùng đại ca lúc trước ý nghĩ là muốn cho ngươi đi trước một bước, chờ sau khi chính thí kết thúc để ngươi đảm nhiệm trợ thủ của đại ca. Ngươi làm thủ hạ của hắn có thể thong dong tu luyện. Bây giờ nhìn lại, hoàng thượng cũng không tính để cho ngươi lịch luyện thời gian,
sẽ trực tiếp ủy thác trọng trách. Trường Sinh vừa căng thẳng lại hiếu kỳ, lần thứ hai hỏi: Sư thúc, người đoán hắn sẽ để cho ta làm cái gì? Thật sự khó mà nói, Trương Mặc nói. Hoàng thượng với ta cùng tuổi, vẫn là tuổi trẻ. Người trẻ tuổi làm việc sẽ không theo khuôn phép cũ. Nếu như ta đoán không sai, ta cảm giác hắn có thể sẽ thu xếp người đến thần sách quân. Thần sách quân chiếm 7 phần 10 tổng số hoàng thành cấm quân, mà thần sách quân lại do hoạn quan nắm giữ. Nếu như hoạn quan mưu phản, Ngự Lâm quân căn bản là không chống đỡ được. Mắt thấy Trường Sinh buồn rầu co mày, Trương Mặc xua tay nói ra: Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, hoàng thượng tâm tư rất là khó đoán. Chúng ta cũng sẽ không muốn đoán, ngày mai vào chiều là có thể thấy được rõ ràng. Vâng, Trường Sinh gật đầu. Mắt thấy Trương Mặc không hề chủ động nói chuyện, liền hỏi: Sư thúc, ngươi cùng sư bá luận võ chuẩn bị như thế nào? Có chút vướng tay chân, Trương Mặc nhăn mày nói: Lần này đồng thí cùng chính thí chính là hoàng thượng cùng hoạn quan quyền thần trong bóng tối đánh cờ, lẫn nhau đều có nhượng bộ. Đồng thí là hoàng thượng một tay xử lý, mà chính thí là hoạn quan trong bóng tối xếp đặt trái phải. Hoàng thượng câu hồ không xen tay vào được. Quy tắc đâu? Có hay không đã định ra quy tắc? Trường Sinh truy hỏi. Trương Mặc nói: Đại thể đã định ra mấy ngày trước đây, sẽ bố trí 9 nơi võ đài, chọn dùng liên thủ đấu pháp, quyết ra 9 vị đài chủ. Sau lại liên hợp võ đài từ 9 thành 3, cuối cùng quyết ra 3 vị tổng đài chủ. 3 vị tổng đài chủ này không hề giao đấu, cùng phong hộ quốc, ra sức vì nước. Đây chẳng phải là phân không ra Vũ Cử Nhân cùng Vũ Tiến Sĩ hay sao? Trường Sinh hỏi. Có thể phân ra, Trương Mặc nói. 240 tên Vũ Cử Nhân từ 9 vị đài chủ tiến cử, 60 tên Vũ Tiến Sĩ từ 3 vị tổng đài chủ tiến cử. Đây không phải là lập bang quần ẩu, luận công ban thưởng hay sao? Trường Sinh cười nói. Đúng, cũng có chút như đánh cược tứ đổ tường. Trương Mặc cũng cười. Chính sự nói xong, mắt thấy Trương Mặc biểu lộ cơn buồn ngủ, Trường Sinh liền hỏi: Sư thúc, người đêm nay ngủ ở chỗ nào? Quá muộn, ta đêm nay không đi, ở lại khách sạn cùng ngươi, Trương Mặc nói ra. Mắt thấy Trường Sinh ngạc nhiên trố mắt, Trương Mặc oán trách giơ tay đập lên đầu hắn. Nghĩ cái gì thế? Ta ngủ ở trên lầu. Trường Sinh chương 148, ủy thác trọng trách. Trương Mặc đương nhiên sẽ không đánh thật. Trường Sinh lại là mặt đỏ tới mang tai, vốn định mở miệng giải thích nhưng lại sợ biến khéo thành vụng. Hắn vừa rồi hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của Trương Mặc, nhưng cái sự hiểu lầm này thật là không nên hiểu lầm. Trương Mặc cũng có chút mất tự nhiên, đích xác là cái hiểu lầm, nhưng nàng không nên phát hiện Trường Sinh hiểu lầm. Vì che giấu xấu hổ, Trương Mặc bưng chén uống nước, xong lại đặt chén trà xuống, đứng dậy. Tốt, không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi một chút. Vâng, sư thúc đi thong thả. Trường Sinh đứng dậy đưa tiễn. Đi tới cửa, Trương Mặc đột nhiên quay người. Trường Sinh mặt vốn đã đỏ, mắt thấy Trương Mặc đột nhiên quay người, càng là không thể che giấu được sự khẩn trương. Chuyện gì? Sớm chút ít thời điểm, triều đình cho người tới cáo chi: Quan phục của ngươi triều đình đang chế tạo gấp gáp, ngày mai canh 4 liền sẽ đưa tới. Trương Mặc nói. À, vâng vâng. Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc cất bước đi ra ngoài. Trường Sinh đóng cửa phòng xong, tâm như hiêu chạy, xấu hổ vô cùng. Trường Sinh gấp gáp, tâm tình hoảng hốt, tay chân run lên, muốn tỉnh táo suy nghĩ, tìm kiếm nguyên nhân khiến cho mình khẩn trương như vậy, nhưng lại không dám tĩnh tâm suy nghĩ. Hắn sợ mình nghĩ ra kết quả sẽ vi phạm lễ pháp, đại nghịch bất đạo. Cái gì cũng đừng nghĩ, tốt nhất tranh thủ thời gian đi ngủ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nằm trên giường, Trường Sinh như thế nào cũng ngủ không được. Trương Mặc dù đã rời đi, nhưng trong phòng vẫn còn lưu lại nhàn nhạt hoa lan hương khí.
Trường Sinh không dám ngửi, nhưng lại thích ngửi. Nghĩ không ngửi, nhưng lại không thể không ngửi. Xoắn suýt đến cuối cùng, phảng phất mỗi lần hô hấp đều là tội ác tày trời. Nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm tiến cung, lo lắng nghỉ ngơi không tốt sẽ phản ứng trì độn, nhưng càng nghĩ ngủ càng ngủ không được. Trằn trọc tới canh ba, cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đưa tay điểm nhẹ sau đầu huyệt ngọc trầm, khiến cho mình bị hôn mê. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Trường Sinh nghe tiếng đứng dậy, chỉ thấy hỏa kế của khách sạn đứng ở phía bên ngoài. Đại nhân, dưới lầu có quan sai cầu kiến. Hỏa kế khom người thông bẩm. À, là cho ta đưa quan phục, để cho bọn hắn lên đây đi. Trường Sinh thuận miệng nói. Đợi hỏa kế rời đi, Trường Sinh mở cửa đi rửa mặt thu thập. Không bao lâu, nội phủ quan sai đi vào, cung kính lưu lại một bộ quan phục cùng một đám đồ trang sức, sau đó đi xuống dưới lầu chờ đợi. Trường Sinh buông khăn lau mặt xuống, đi đến bên cạnh bàn xem xét quan phục mà nội phủ đưa tới. Đây là một bộ tử sắc quan phục. Lúc này quan phục kiểu dáng đều không khác mấy, trước ngực cũng không có thêu hình chim thú như thời Võ Chu. Quan phục là lấy màu sắc để phân chia phẩm giai. Quan viên tam phẩm trở lên, quan phục màu tím, tứ phẩm màu đỏ, ngũ phẩm đỏ nhạt, lục phẩm màu xanh biển đậm, thất phẩm xanh biển nhạt, bát phẩm cửu phẩm phân biệt là màu xanh lục đậm cùng màu xanh lục nhạt. Hắn là tòng tam phẩm, vì vậy cũng có thể mặc tử sắc quan phục. Mặc vào thử một chút, kích thước rất là phù hợp. Long Hồ Sơn cũng có không ít cao công pháp sư, lúc làm pháp cũng sẽ mặc pháp bào màu tím. Vì vậy, hắn đối với tử sắc rất có hảo cảm. Có quan phục, tự nhiên là có quan mang. Đai lưng là lấy tơ vàng bện, bên trong còn có xuyên đeo ngọc phiến. Đai lưng rất là phong độ, chỉ là có chút hơi rộng. Sau khi đóng tốt đai lưng, lại cầm lên mũ quan, là một cái tiểu mũ ô sa, cùng đạo nhân đạo quan cũng có chút giống, chỉ bất quá nhiều ra hai cái cánh chuồn nhỏ. Còn có một đôi giày, hắn vốn đã quen đi giày của đạo gia, đi giày ống dài có chút không quen, bất quá sau khi xỏ vào phát hiện kích thước cũng rất phù hợp. Trong phòng có một cái gương đồng to, Trường Sinh ăn mặc chỉnh tề nhìn vào trong gương chiếu, cảm giác thấy rất giống như trong truyện, cầm lên hốt bản liền càng giống hơn. Quan viên vào triều đều phải cầm hốt bản. Hắn là tòng tam phẩm quan võ, cầm chính là ngà voi hốt bản, vuông vức trơn nhẵn, cảm giác không tệ. Cuối cùng phát hiện trong khay to còn thừa lại một cái túi nhỏ sắc vàng, mở ra xem bên trong có món trang sức hình sợi nhỏ dài, phía trên lấy tơ vàng thêu lên 6 đầu cá nhỏ bằng vàng. Nghi hoặc nửa ngày mới nhớ tới trước đó gặp qua quan viên bên hông đều có một cái túi nhỏ như thế. Vật này tên là ngư nang, cũng là quan viên thân phận tượng trưng. Hắn là tòng tam phẩm, thuộc về đại quan, cho nên phối cùng chính là túi kim ngư. Chơi đùa nửa ngày, rốt cuộc mặc chỉnh tề. Lo lắng chậm trễ canh giờ, Trường Sinh vội vàng xuống lầu. Binh khí tự nhiên là không thể mang, cầm trong tay chính là cái ngà voi hốt bản. Biết Trường Sinh hôm nay phải tiến cung diện thánh, Lý Tông Nguyên sớm đã vì hắn chuẩn bị điểm tâm. Ngay cả điểm tâm cho quan sai nghênh đón cùng cấm quân cũng đã chuẩn bị. Lúc Trường Sinh xuống lầu, đám người đang ngồi ăn điểm tâm. Lý Tông Nguyên chuẩn bị một cái bàn riêng cho hắn. Trên mặt bàn có bảy mấy món điểm tâm tinh mỹ. Thấy Trường Sinh xuống lầu, đám người vội vàng đứng dậy hướng hắn hành lễ. Trường Sinh cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo gì, hướng mọi người khoát tay áo để cho bọn hắn tranh thủ thời gian ăn. Mình cũng chạy đến một cái bàn khác ăn cơm. Lý Tông Nguyên rất là cẩn thận, thông qua tình huống thiếu khuyết điểm tâm trong phòng mà biết hắn thích ăn đồ ngọt, vì vậy liền chuẩn bị cho hắn phần lớn là món ngọt, chè mật. Quan văn ngồi kiệu, quan võ cưỡi ngựa, ngựa cũng đã sớm chuẩn bị xong. Đám người ăn cơm xong, Trường Sinh tung mình lên ngựa, quan sai dẫn ngựa đi phía trước, cấm quân hộ vệ ở phía sau. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các quan viên đang tiến vào triều. Đại bộ phận
là trong triều quan lại, cũng có một chút là hôm nay võ tiến sĩ tiến cung diện thánh. Tới lúc này, Trực Sinh bắt đầu sầu muộn. Trước đó là nhàn vân dã hạc, tự do tự tại, về sau sợ là không được như vậy. Đến lúc sáng sớm là phải tiến cung tảo triều. Trong hoàng cung là không thể cưỡi ngựa, tới bên ngoài cửa cung liền phải xuống ngựa. Ngựa bị dắt đi, cấm quân cũng trở về. Cấm quân là để bảo hộ hoàng thượng, nghênh đón hộ tống tân tấn võ tiến sĩ cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, thể hiện hoàng thượng đối với tân tấn tiến sĩ có sự quan tâm. Lúc này bên ngoài cửa cung đã tụ tập không ít võ tiến sĩ. Bọn hắn không thể đi theo những quan viên khác trực tiếp tiến cung, đều tại ngoài hoàng cung đợi chỉ nghe tuyên. Người khác làm quan đều là từng bậc thi đậu mà đến. Cho dù là xuất thân võ cử nhân, trước đó đều là binh nghiệp giáo úy, đều hiểu được quan trường lễ nghi cùng quy củ. Chỉ có nhóm võ tiến sĩ này là trực tiếp từ giang hồ quân nhân đánh ra, đối với lễ nghi quy củ một chút cũng không hiểu. Không chỉ Trường Sinh khẩn trương, tất cả mọi người đều là kỳ quái, có nhiều khó chịu. Mặc dù cùng là tiến sĩ một lứa, đám người mặc quần áo màu sắc cũng không giống nhau. Tam giáp tiến sĩ là tòng lục phẩm, mặc chính là lục sắc quan phục. Nhị giáp tiến sĩ là tòng ngũ phẩm, mặc chính là màu đỏ nhạt quan phục. Đầu giáp bạc nhãn cùng thám hoa là tòng tứ phẩm, mặc chính là màu đỏ quan phục. Chỉ có đầu giáp trạng nguyên mặc chính là tử sắc quan phục. Khi mà Trường Sinh đi vào, Dương Khai cùng đại đầu đã tới trước. Dương Khai là tòng ngũ phẩm, lần đầu mặc chỉnh tề như vậy, có vẻ như hơi không biết làm thế nào. Đại đầu là tòng lục phẩm, quan phục cũng là lượng thân chế tạo gấp gáp. Lục sắc tiểu quan phục mặc lên trên người, hoàn toàn giống như một ông thổ địa trong miếu. Ba người gặp nhau, hai mặt nhìn nhau, xấu hổ cười ngượng ngùng. Những người khác cũng không so với ba người tốt bao nhiêu, đều là người trong giang hồ, không có mấy người là thật tâm muốn làm quan. Phần lớn đều là bị bất đắc dĩ, không đến không được. Nếu đánh thua, môn phái liền không có. Đánh thắng thì phải làm quan, làm quan liền phải mặc quan phục. Nhất là cái vị thiếu lâm tự Huyền Thông, đầu không có tóc, đội không được mũ ô sa, chỉ có thể dùng dây thừng mà buộc lại. Y đã quen thuộc chắp tay trước ngực, bây giờ đổi cầm hốt bản, tay cũng không biết thả hướng nào. Mắt thấy tất cả mọi người khẩn trương, Trường Sinh cũng liền bớt khẩn trương. Mặc dù Trường Sinh ngày cuối cùng là không chiến mà thắng, nhưng trước đó là thực sự đánh ra. Đồng bảng tiến sĩ bên trong còn có mấy vị từng bị hắn đánh, nhìn thấy hắn liền xa xa né tránh. Bởi vì canh giờ còn sớm, không ai ra dẫn dắt, đám người cũng chỉ có thể chờ ngoài cửa cung. Đi vào tảo triều, quan viên đối với đám xuất thân dân gian võ tiến sĩ này có nhiều ít khinh thường. Bất quá, bọn hắn đối với Trường Sinh ngược lại là có chút khách khí. Cũng mặc kệ là nhận ra hay không, đều sẽ thiện ý hướng Trường Sinh gật đầu. Trường Sinh dù sao cũng là tòng tam phẩm quan viên, mà quan viên tham gia tảo triều là ngũ phẩm trở lên, có một bộ phận rất lớn quan hàm còn không cao được như hắn. Bảng nhãn Huyền Thông cùng thám hoa Diêu Văn Trọng liền không có đãi ngộ như vậy, bởi vì tòng tứ phẩm cùng tòng tam phẩm dòng dã kém nhau hai phẩm giai, mà tới được ngũ phẩm trở lên, quan viên tấn thăng liền rất chậm. Dù sao càng lên cao chức vị càng ít, có rất nhiều quan viên cả một đời dừng tại bước ngũ phẩm. Vì vậy, muốn từ tứ phẩm lên tòng tam phẩm là chuyện cực kỳ khó khăn. Đám người này top 5 top 3 tụ tập nghị luận, đề tài nghị luận đều là giống nhau, đều đang suy đoán mình sẽ bị phân công loại chức sự nào. Trường Sinh đối với chuyện này rất là quan tâm, nhưng hắn lại không thể ước đoán. Dương Khai căn bản liền không quan tâm sẽ bị phân công cái chức sự gì. Hào hứng nhất chính là đại đầu, hắn đã đoán được mình sẽ bị phân đi mấy chỗ. Dựa theo lệ cũ trước đây, tướng mạo không tốt hoặc là thân thể bất chính sẽ bị phân công tới hai cái địa phương. Một là phân đến Tam Ti nhà ngục
làm chân quản ngục. Hai là phân đến mã giám trường làm chân quan nuôi thả ngựa. Tới canh năm, nội phủ quan sai cùng thái giám ra lĩnh người. Dựa theo tam giáp trình tự, Trường Sinh ba người đi ở đằng trước, Trạng Nguyên ở giữa, Bảng Nhãn bên phải, Thám Hoa bên trái. Nhị giáp 12 người, ba người một nhóm, bốn nhóm theo sau. Tam giáp 45 người, ba người một nhóm, là 15 nhóm cuối cùng. Đám người từ Kiến Phúc Môn tiến vào Đại Minh Cung, về sau một đường hướng bắc, trải qua Long Đầu Đàm, qua Kim Thủy Kiều, tiếp tục hướng bắc tới Hàm Nguyên Điện. Từ Hàm Nguyên Điện hướng phía tây đuôi rồng đi đến Thông Càn Môn, tiếp tục hướng bắc đến Tuyên Chính Môn, lại ở cửa Tuyên Chính Môn chỗ hành lang chờ triệu kiến. Chỉ riêng đoạn đường này đi ước chừng đã gần nửa canh giờ, khiến cho cả đám người đầu óc choáng váng. Trong lúc này, Ti Lễ thái giám đem yết kiến lễ nghi nói rõ ràng chi tiết cho mọi người, bao quát lên điện về sau như thế nào hành lễ, như thế nào tạ ơn, như thế nào rời khỏi, đủ loại chi tiết, không một sơ hở. Lúc này cửa đại điện đang đóng, không hỏi cũng biết hoàng thượng cùng văn võ bá quan đang ở trong điện nghị sự. Chờ giây lát, cửa điện mở ra, một vị thái giám hắng giọng hô to: "Đại Thuận Nguyên Niên, vũ cử Ân Khoa tiến sĩ lên điện tạ ơn." Trên triều, văn võ bá quan lúc này đã chia nhóm hai bên trong điện. Nghe được thái giám la lên, đám người Trường Sinh lập tức cất bước vào điện. Trường Sinh đi trước, xa xa nhìn thấy ngồi ở chính bắc trên long ỷ đại đường hoàng đế. Tối hôm qua hắn đã gặp được người này, nhưng hôm nay đối phương mặc long bào, mang theo khí thế uy nghiêm, cùng người hôm qua đàm tiếu vui vẻ, cứ như là hai người. Mọi người tại Ti Lễ thái giám chỉ huy đứng thẳng rồi quỳ xuống, cao giọng tạ ơn. Trước đây Huyền Tông sùng đạo, võ chu kính Phật, triều đình sớm đã có cổ chế đạo tăng gặp vua không cần quỳ. Vì vậy, những vị tăng đạo bên trong võ tiến sĩ đều là chắp tay hành lễ, đồng thời thập lễ. Đối mặt đám người quỳ lạy tạ ơn, hoàng đế chỉ là mặt không thay đổi, nói câu: "Miễn lễ bình thân." Sau đó, thái giám liền lấy ra thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc. Tam giáp võ tiến sĩ chỉ có 60 người, đọc trước chính là tam giáp tiến sĩ trước sự. 45 tên tam giáp tiến sĩ, phần lớn phân tại Vũ Lâm Quân cùng Thần Sách Quân, cũng có mấy người bị phân đến thiếu phủ. Chỉ có đại đầu bị phân đến ngự sử đài, tòng lục phẩm ngự sử. Mắt thấy đại đầu bị phân đến ngự sử đài, Trường Sinh cay đắng tức hận. Ngự sử đài tục xưng đô sát viện, cùng đại lý tự và hình bộ tịnh xưng tam pháp ti. Đại đầu cái chức lục phẩm ngự sử chỉ là hư chức, về sau rất có thể bị phái đi trông coi đại lao. Tiếp đó là nhị giáp 12 người, đồng dạng lấy Vũ Lâm Quân cùng Thần Sách Quân chiếm đa số. Chỉ có hai người bị phân đi đại lý tự cùng hình bộ, mà Dương Khai vậy mà bị phân đến ngự sử đài, tòng ngũ phẩm ngự sử. Tới lúc này, Trường Sinh bắt đầu phát hiện ra điều không hợp lý. Ngự sử chính là tòng lục phẩm chức sự, Dương Khai tòng ngũ phẩm nhưng được ban cho chức ngự sử, chính là hạ thấp phân công. Không đợi hắn kịp phản ứng, thái giám liền bắt đầu tuyên đọc tam giáp chức sự. Thám Hoa Diêu Văn Trọng được ban cho chức Vũ Lâm Quân Trung Lang Tướng. Bản Nhãn Huyền Thông được ban cho chức Thiếu Phủ Thiếu Giám. Sau khi tuyên đọc xong chức sự của hai người, tiếp xuống liền đến Trường Sinh. Nhưng vị thái giám tuyên chỉ vậy mà chậm chạp không có tuyên đọc, mà là một mực kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế trẻ tuổi, mặt không thay đổi. Mắt thấy hoàng đế không có phản ứng, thái giám chỉ có thể tiếp tục tuyên đọc. Đầu giáp võ Trạng Nguyên tam sinh tử, bổ nhiệm ngự sử đài, ngự sử đại phu. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, không chỉ cả triều văn võ quá sợ hãi, mà ngay cả Trường Sinh cũng là một phen chấn kinh. Ngự sử đại phu chính là ngự sử đài chủ quan, mà ngự sử đài
chẳng những phụ trách giám sát bạch tội văn võ bá quan, còn trưởng quản hình luật đại án, quyền sinh sát trong tay, quyền lực hơn xa đại lý tự cùng hình bộ. Không đợi xôn xao lắng lại, liền có quan viên nâng hốt bản ra khỏi hàng. Khởi bẩm hoàng thượng, hạ quan cho rằng nhất giáp đầu danh trạng bổ sung có thiếu sót. Người này nói xong, lập tức có người ra khỏi hàng phụ họa. Thần tán thành, tam sinh tử tuổi nhỏ mới vào hoạn lộ, sợ không chịu nổi chức trách lớn. Thần tán thành, thần tán thành, thần cũng tán thành. Trường Sinh, chương 149. Tầng tầng cản trở. Có người đi đầu phản đối, sau đó chính là một loạt những tiếng tán thành. Chỉ là một lát đã có hơn 10 vị quan viên ra khỏi hàng phản đối thánh chỉ. Trường Sinh cũng không quen biết những người này, chỉ có thể thông qua vị trí cùng quan phục màu sắc của bọn họ mà đoán ra được những người này đại thể cấp bậc. Những người này xuyên hơn phân nửa là màu đỏ quan phục, nói rõ bọn họ đa số là quan viên tứ phẩm cùng ngũ phẩm. Có điều cũng có 2-3 người trên người có mặc quan phục màu tím, là quan viên tam phẩm trở lên. Cũng không phải hết thảy những người phản đối chỉ là đơn giản hô lên tán thành, những người sau đó còn giải thích lý do tán thành. Những người này chủ yếu có 3 phương diện để phản đối hắn. Thứ nhất là ngự sử đại phu từ trước đến giờ đều do lão thần đức cao vọng trọng đảm nhiệm, mà hắn tư lịch quá nông, đối với triều cục chính sự cũng không đủ thấu hiểu, uy vọng cũng không đủ phục chúng. Thứ hai là ngự sử đại phu đa số quan văn, mà hắn lại là xuất thân vũ cử. Thứ ba là tuổi tác của hắn quá nhỏ, khuyết thiếu rèn luyện. Nếu như chỉ có hơn 10 người này phản đối, cục diện cũng không tới mức mất khống chế. Nhưng dậu đổ bìm leo, mắt thấy người phản đối càng lúc càng nhiều, một ít người do dự cũng dồn dập gia nhập phản đối trận doanh. Cũng không lâu lắm, số quan viên phản đối liền tăng lên hơn 30 người. Hôm nay trong triều đình văn võ bá quan tổng cộng có hơn 160-170 người, trong đó còn không thiếu hạng người tuổi già trung dung, ngồi không ăn bám. Hơn 30 người phản đối, cục diện sắp không khống chế được. Có phản đối, tự nhiên cũng có người tán đồng. Sau đó lục tục có người lấy dũng khí ra khỏi hàng nói chuyện, đối với mọi người tiến hành phản bác. Lý do phản bác là ngự sử đài tuy rằng giám sát đủ loại quan lại, công việc trọng yếu, tại triều đình địa vị cũng ở phía dưới của lục bộ. Ngự sử đài không vào lục bộ, ngự sử đại phu không vào cửu khanh, từ người trẻ tuổi đảm nhiệm ngự sử đại phu cũng không phạm chế, cũng không có gì là không thích hợp. Cũng có người lấy đại hán danh tướng Hoắc Khứ Bệnh làm thí dụ. 14 tuổi nhập ngũ, 17 tuổi xuất chinh, 18 tuổi phong hầu, dũng quán tam quân. Ngự sử đài công vụ nặng nề, chính sự cần Trường Sinh cái loại trẻ tuổi tài cao, tinh lực dồi dào thượng quan. Cho tới những người phản đối lên án Trường Sinh vũ cử xuất thân, phản bác người cũng là dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ nói triều đình phân công quan lại từ trước đến giờ chỉ nhìn cấp bậc, không so văn võ. Ngự sử đại phu chính là tam phẩm chức quan, mà Trường Sinh hiện tại quan cư tam phẩm, đảm nhiệm ngự sử đại phu là hợp tình hợp lý. Tuy rằng người giữ gìn thành ý ngôn từ mạnh mẽ, nhưng nhân số ít ỏi, chỉ có 6-7 người, mà nhóm phản đối có tới 30-40 người, cục diện rất là bất lợi, nghiêng về một phía. Có điều những người giữ gìn thành ý tuy rằng nhân số ít, nhưng có ngôn từ can đảm hùng hồn, dựa vào lý lẽ biện luận cũng không sợ hãi đối phương người đông thế mạnh. Căn cứ mấy người trầm ổn ngữ khí cùng kiên định thần thái đến xem, tình huống tương tự cãi vã trên triều trước đây đã từng nhiều lần xuất hiện, bọn họ cũng không luống cuống, mất bình tĩnh. Theo tranh luận tăng lên, càng ngày càng nhiều quan viên trước sau tham dự, tình cảnh cũng từ tranh luận biến thành cãi vã.
Trương Tướng Quân, ngươi chỉ nói ủy thác không thích hợp, rồi lại không nói ra được nơi nào không thích hợp. Chỉ ở nơi đó ồn ào cãi vã, nhiễu loạn triều đình, dắt tâm ở đâu? Thiếu giam đại nhân, ta chính là võ tướng, lời thô nói thẳng, không sánh được với các ngươi văn thần. Ôm tứ thư nghiền ngẫm từng chữ một. Trong triều đình, ta mở miệng trung ngôn, sao lại là dắp tâm? Ngược lại, có loại tai kém mắt mờ, cậy già lên mặt, thấy triều đình an nguy không để ý, nói ẩu nói tả, lấy lòng mọi người. Trương Tướng Quân lời ấy thiếu sót, thiếu giam đại nhân lòng son dạ sắt. Tôn Trung Thừa, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ Triệu đại nhân lòng son dạ sắt, Trương Tướng Quân liền bụng dạ khó lường hay sao? Ngươi không nên đổi trắng thay đen, cắt câu lấy nghĩa, mặc kệ dựa theo triều đình quy chế, vẫn là cổ kim lễ chế, ngự sử đại phu phân công cũng không có gì không thỏa đáng. Ngươi còn dám già mồm nói bậy, nội phủ tiểu lại cũng dám vọng ngôn bàn triều chế. Ta chỉ hỏi ngươi, cả triều văn võ thật sự không có người để dùng hay sao? Tại sao phải lấy cái loại trẻ con lông măng ra làm chủ ngự sử đài, quản lý hình ngục, giám sát quan lại, lan truyền ra ngoài, triều đình bộ mặt ở đâu? Triều đình bộ mặt, binh bộ tiến cử ngươi là Trinh Nam tướng quân, bình định phản nghịch, xuất binh 5 vạn, hồi triều 300, ngươi làm sao mà có mặt trở về? Ngươi cái lão thất phu! Trinh Nam tướng quân cẩn thận lời nói, đây là uy nghiêm triều đình, chủ vị ngồi là đương kim hoàng thượng, không phải gia kỹ ở chỗ ngươi Trinh Nam tướng quân phủ. Ngươi, Tôn Đức Hiền, dám chửi bới bản tướng quân, ta xem ngươi là sống đủ rồi. Hạ quan chính là sống đủ rồi, cũng không tới phiên ngươi tới xử trí. Trường Sinh tuy rằng chưa từng nói chuyện, song phương văn võ cãi vã chửi rủa lại nghe không sót một từ. Hắn không nghĩ tới những quan viên này dám ở trong triều đình như vậy làm càn, hoàn toàn không đem hoàng thượng để trong mắt. Thông qua song phương ra khỏi hàng nhân số đến xem, hoạn quan Yêm Đảng thực lực rõ ràng mạnh hơn hoàng thượng. Hơn nữa, Yêm Đảng một phương đa số lĩnh binh võ tướng cùng các bộ đại thần, mà chung với hoàng thượng, những thần tử đa số là quan văn nhàn chức. Bị làm phiền thành cái bộ dạng này, hoàng thượng cũng không có lên tiếng tỏ thái độ, chỉ là mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó. Lúc đầu, Trường Sinh còn không rõ vì lý gì, sau đó phát hiện dưới long ỷ kim đài của hoàng thượng, trái phải phân biệt đứng hầu, mỗi bên một người mặc hoạn quan quan phục lão thái giám. Hai lão thái giám này từ đầu đến cuối đều nhắm mắt cúi đầu, không nói một lời. Trường Sinh cũng chỉ nghe nói qua Dương Phục Cung, cũng chưa gặp qua người này. Nếu không có gì bất ngờ, phía dưới kim đài có đứng hai vị lão thái giám. Một người trong số đó phải là tay cầm binh quyền nắm giữ triều chính Dương Phục Cung. Song phương một khi đổ vỡ, cãi vã rất nhanh đã biến thành chửi rủa. Làm quan cùng triều đều hiểu rất rõ đối phương, vạch trần khuyết điểm, nói xấu lẫn nhau, nổi giận đùng đùng, chửi mắng đến lúc đỏ mặt tía tai. Mặc dù đã đến loại trình độ này, hoàng thượng cùng Dương Phục Cung cũng không có ý tứ ngăn lại, cũng không có hạ lệnh bãi triều. Mặc dù mình là tiêu điểm song phương tranh luận, Trường Sinh nhưng chưa rối loạn tức lòng. Hoàng thượng chưa bãi triều là có nguyên nhân. Nếu như lúc này bãi triều, triều đình văn võ bá quan cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Tất sẽ lén lút liên hợp, cùng làm khó dễ, ép hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban. Hoàng thượng không nói một lời là cùng Dương Phục Cung trong bóng tối phân cao thấp. Trước mắt, loại cục diện này chỉ có Dương Phục Cung tỏ thái độ, Yêm Đảng một phương mới có thể ngừng lại chiến tranh. Mà Dương Phục Cung vẫn không biểu hiện cũng là cùng hoàng thượng làm căng. Đương kim hoàng thượng là nhờ hắn nâng đỡ mà lên ngôi, nhưng hắn phát hiện hoàng thượng này cũng không cam chịu làm con rối, bắt đầu không nghe lời. Hắn có lòng để cho hoàng thượng trước mặt mọi người xấu mặt, nhân cơ hội chỉnh đốn một phen. Trên triều văn võ bá quan đã cái vã quen rồi, nhưng tiến vào điện tạ ơn Vũ tiến sĩ lại chưa từng gặp qua cái loại tình cảnh này. Mọi người như cô dâu vừa qua cửa nhà chồng, còn chưa bái đường xong, nhà chồng đã bắt đầu cãi nhau hỗn loạn. Trường Sinh là luyện khí võ nhân, mắt thấy Yêm Đảng như vậy
hung hăng ngang ngược. Bản năng ý nghĩ chính là đột nhiên ra tay, đem Trung Thành với Yêm Đà những vị quan viên này toàn bộ giết chết. Hắn mặc dù không có mang theo binh khí, nhưng cũng chắc chắn trong nửa nén hương đem tất cả những người này toàn bộ giết hoặc khống chế. Bất quá, hắn cũng biết ý nghĩ này rất ngây thơ, bởi vì mặc dù giết hết những người này cũng là vô dụng, Yêm Đảng thế lực vẫn còn đó, sẽ không quần long vô thủ. Chủ yếu nhất là binh quyền còn đang do Yêm Đảng khống chế, giết được trên điện tướng quân, còn có không lên điện thiên tướng cùng phó tướng. Một khi kích động liều lĩnh, ngay lập tức sẽ có nội họa. Đã nửa canh giờ, trong điện cãi vã vẫn còn tiếp tục. Hoàng thượng vẫn không nói một lời, hai cái lão thái giám cũng vẫn nhắm mắt cúi đầu. Hoàng thượng không chịu nhượng bộ là bởi vì ngự sử đại phu chức vị này quá quan trọng. Ngự sử đài không chỉ có thể giám sát đủ loại quan lại, còn có thể phá án chấp pháp. Giám sát chỉ là thứ yếu, chấp pháp mới là chủ yếu. Nói trắng ra là có thể tùy tiện bắt người. Không chỉ có thể bắt, có thể thẩm vấn, mà còn có thể giết. Không nói quá chút nào, ai khống chế được ngự sử đài, người ấy liền nắm được gáy của đủ lại quan lại. Lão thái giám Dương Phục Cung tự nhiên cũng biết được điểm này. Hắn sẽ không cho phép chức vị trọng yếu như vậy rơi vào trong tay hoàng đế thân tín. Hoàng thượng mặt vẫn không hề cảm xúc. Hai lão thái giám nhắm mắt cúi đầu, mặc cho trên điện cãi vã chửi rủa, ai cũng không ngăn lại, ai cũng không biểu hiện. Trong bóng tối so sánh thực lực, đối lập giằng co, đều ầm ĩ nửa canh giờ, còn không có phân ra thắng bại, lại cãi cọ cũng không có kết quả. Tới lúc này, Trường Sinh biết mình phải làm chút gì đó. Nếu như không làm gì, cái chức ngự sử đại phu ngày hôm nay hẳn là phải thất bại. Vận dụng vũ lực khẳng định không được. Thái giám bên trong có cao thủ, cụ thể có bao nhiêu thì khó nói, nhưng luận võ trọn rể, lúc muốn lên đài, cái vị Lưu Công Công kia chính là cao thủ tử khí. Thái giám đối với nữ nhân lại không hứng thú, sẽ không vì nữ nhân phân thần, có thể chuyên tâm luyện công. Vì vậy, cỡ Lưu Công Công cao thủ như vậy trong hoàng cung hẳn không phải chỉ có một. Loại bỏ vũ lực cũng chỉ có thể hiển lộ quyết đoán, chấn phục chúng nhân. Đây có vẻ như là cách duy nhất có thể làm. Sau đó một quãng thời gian, Trường Sinh liền tĩnh tâm ngưng thần, suy nghĩ làm thế nào mới có thể hiển lộ quyết đoán, chấn phục chúng nhân. Suy nghĩ một cách đầy đủ trong một phút, liền đem cụ thể từng chi tiết nhỏ sắp xếp xong rồi. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức đem lúc trước ý nghĩ toàn bộ lật đổ. Không được, biểu diễn thực lực cùng quyết đoán, chứng minh chính mình có thể làm được chức trách lớn, con đường này đi không thông. Không chỉ đi không thông, còn có thể đưa đến tác dụng ngược lại. Chính mình càng có quyết đoán, càng có tài trí, Yêm Đảng một phương càng sẽ không để cho hắn thuận lợi đảm nhiệm. Ngự sử đại phu là một cây đao sắc bén, hoàng thượng hiện tại muốn đem cây đao này nhét vào trong tay người của mình. Người cầm đao càng có quyết đoán, càng có tài trí, Yêm Đảng sẽ càng kiêng kỵ, cản trở sẽ càng lợi hại. Con đường này đi không thông, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Trước mắt duy nhất có thể đi được thông chỉ có một con đường, đó chính là yếu thế. Ra vẻ đáng thương khẳng định không được, giả ngây giả dại càng không được. Những trò kia chỉ có thể lừa gạt hương giã thôn phu, không lừa được những người trong triều đình vốn đã thành tinh. Phàm là có thể ngồi ở vị trí cao, phẩm đức có được hay không tạm thời không nói, chỉ ít đầu óc là đầy đủ. Người tài vẻ ngoài đần độn ư, cũng không được. Chiều sâu không đủ, người tài vẻ ngoài đần độn chỉ có thể lừa gạt người không thông minh, không lừa được người chân chính thông minh. Người tài vẻ ngoài đần độn, câu nói này bản thân đã có vấn đề. Bởi vì chân chính người thông minh không thể biểu hiện như một kẻ ngu si. Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc nghĩ được một biện pháp, cũng chính là hắn duy nhất một cơ hội. Đó chính là linh động chính mình niên kỷ. Trong con mắt mọi người, hắn đều là đứa trẻ lông măng. Cái này đối với hắn là có lợi. Hắn không biết cha mẹ mình là ai, nhưng hắn lại biết cha mẹ mình nhất định là phi thường thông minh. Bởi vì chính mình kế thừa sự thông minh của cha mẹ trong huyết mạch, tâm trí vượt xa so với bạn cùng lứa tuổi. Điểm này
là đối phương tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương mặc dù biết hắn thông minh, cũng sẽ không nghĩ đến hắn lại thông minh đến như vậy. Tiếp đó, hắn cần phải làm là làm một chút chuyện tình tương xứng với cái tuổi tác của mình, thậm chí vượt quá cả vấn đề tuổi tác của mình. Phong mang tất lộ, khẩu chiến quần nho, nỗ lực tranh thủ, biểu diễn quyết đoán. Trong quá trình này, hắn muốn nỗ lực biểu hiện ra chính mình tuổi trẻ nhiệt huyết, kích động xúc động, mơ tưởng xa vời, không thiết thực người trẻ tuổi đều có tật xấu. Lấy thứ này làm cho đối phương cho rằng hắn không đáng sợ, cuối cùng cũng sẽ giơ tay cho qua. Không đúng, hẳn là nên nỗ lực che lấp việc chính mình không có khuyết điểm. Chỉ ít làm cho đối phương cảm giác được mình đang nỗ lực che lấp. Chỉ có như vậy mới có thể lừa được lão hồ ly kia. Có điều biện pháp này thuộc về kiếm tẩu thiên phong, binh đi nước cờ hiểm. Bởi vì hắn mặc kệ trước đó làm sao phong mang tất lộ, cuối cùng đều sẽ phải lấy được đối phương thất bại kết cuộc. Chỉ có như vậy đối phương mới có thể coi thường hắn, không cản trở hắn cùng hoàng đế cạnh nhau. Nhưng trong quá trình này, hoàng thượng cũng có thể bị hắn nói dối, cho rằng hắn chịu không nổi chức trách lớn. Vạn nhất hoàng thượng buông tha hắn trước đối phương, vậy thì toàn bộ đã xong. Đến lúc đó, người trong cả thiên hạ biết rằng mình tâm trí không đủ, trên điện mất mặt, bị hoàng thượng cho buông, không những mình danh dự quét đất, còn có thể liên lụy Long Hổ Sơn cùng Nghê Gia. Không còn biện pháp khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Hoàng thượng tối hôm qua dù sao đã từng cùng hắn gặp mặt, hẳn là đối với hắn có hiểu biết. Liền đánh cược hoàng thượng có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của mình, liền đánh cược giữa hai người có thể có hiểu ngầm. Trường Sinh chương 150, Đại Trí Giả Ngu. Trường Sinh hạ quyết tâm, không do dự nữa, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêng mặt phát ra tiếng. Trên điện uy nghiêm, quân vương ở trên, chư vị đại nhân lại ồn ào như thế, có quan tâm tới quần thần tôn ti hay không? Bởi vì Trường Sinh mở miệng phi thường đột nhiên, mà thanh âm lại rất lớn, tất cả mọi người theo bản năng ngây ngẩn cả người. Bất quá, rất nhanh liền có người lấy lại tinh thần, cao giọng nói lên: sao tên nhóc con lông măng nhà ngươi lại dám nói càn, buông lời càn rỡ? Ta chính là tân khoa vũ cử trạng nguyên, tam phẩm đại quan, hoàng thượng khâm phong ngự sử đại phu. Trường Sinh nghiêm mặt nói: ngự sử đài giám sát bách quan, chư vị kết đảng kháng chỉ, trong mắt không có vua, bản quan há có thể ngồi yên không lý đến, khoanh tay đứng nhìn. Ngự sử đại phu, có triều thần khác xem thường hừ lạnh: ngươi có thể lên điện tham triều, nhưng có biết được phép tắc? Triều đình dùng người không có thụ ấn, không phải tân quan, ngươi quan ấn ở đâu? Tuy không có quan ấn, lại có thánh chỉ. Trường Sinh nghiêm mặt nói: dưới trời lồng lộng, tất cả đều là đất của vua, ngài chính là hoàng thượng, triều chế có lớn cũng không hơn được hoàng thượng thánh dụ. Hoàng thượng một ngày không thu hồi mệnh lệnh đã ban, bản quan chính là ngự sử đại phu. Tuổi trẻ ngông cuồng, không biết phép tắc, lại có người chế giễu nổi lên: bản quan hỏi ngươi, ngươi có biết ngự sử đại phu là chức vụ ra sao? Ta chưa nhậm chức, cụ thể chức sự còn không rõ ràng, Trường Sinh nói. Nhưng ta chính là vũ cử trạng nguyên, hoàng thượng ban thưởng tòng tam phẩm, ngự sử đại phu cũng là tòng tam phẩm, hoàng thượng coi trọng ủy thác cũng đều thỏa đáng. Trên triều đình tự nhiên không thiếu người cẩn thận, bắt đầu lấy đầu đề câu chuyện đón đầu công kích: ngươi cũng biết mình chưa nhậm chức? Dù chưa đăng nhiệm, nhưng chức quan đã định. Trường Sinh nghiêng đầu lạnh lẽ nhìn về phía người nói chuyện: thân là thần tử, lẽ ra trung quân ái quốc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti. Lúc trước ngươi là kẻ cuồng vọng nhất, chửi bới thanh ý, châm ngòi phá đám. Nên biết dưới trời lồng lộng đều là đất vua, người chính là hoàng thượng. Ngươi lúc này dám gào thét công đường, cử chỉ quái đản, trong mắt ngươi có hoàng thượng long uy, trong lòng ngươi có triều đình tôn nghiêm hay không? Lời vừa nói ra, đám người cười vang một mảnh. Một đám võ tiến sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết đám người vì sao lại bật cười.
lớn mật cuồng đồ, nói bừa khi quân. Lập tức có người mở miệng trách cứ: Hoàng thượng chính là cửu ngũ chi tôn, là rồng trên kim loan điện, còn công đường là thần tử phu nha. Miệng người thốt ra lời đại nghịch bất đạo, hẳn là đáng chết. Trường sinh là cố ý, nhưng hắn không thể để cho người khác phát giác ra hắn là cố ý, chỉ có thể cố tự chấn định, cùng lúc đó nghịch hành khí quyết, làm cho chính mình tự mặt đỏ tới mang tai. Phe kia cũng có người che chở, thấy trường sinh gấp gáp lỡ lời, vội vàng mở miệng nói đỡ: Vương đại nhân, ngự sử đại phu chính là Vũ Cử Đăng Khoa, mới vào triều đình, chưa học tập quan viên lễ nghi, ngươi đừng ác ý chửi bới, gây sự cực đoan. Người này nói xong, lập tức có người mở miệng công kích: Công tôn đại nhân, ngươi chính là mệnh quan triều đình, không phải gia thần của ai, ngươi tránh nặng tìm nhẹ, vì hắn qua loa che đậy. Thế nhưng là bởi vì đã từng được quốc công cha vợ hắn tặng cho tòa nhà hay sao? Bản quan chỉ là luận sự, sao lại là tránh nặng tìm nhẹ mà nói? Người sau chột dạ. Đối phương thừa cơ chào phúng: Người làm quan mà tâm thuật bất chính, không giữ công bình, tư thụ quà tặng, lấy việc công làm việc tư, giống như người như vậy, nhân phẩm cũng có thể là theo lẽ công bằng mà lập truyền hay sao? Vương đại nhân nói quá lời, nhân phẩm của công tôn đại nhân chúng ta đồng liêu đều rõ như ban ngày. Mắt thấy phe mình có người hỗ trợ giải vây, đối phương lập tức có người mở miệng: Dương đại nhân, người lúc này mở miệng đến tột cùng là vì công tâm hay là tư tình? Thượng thư đại nhân cớ gì nói lời đấy? Dương đại nhân, lúc nghe ra luận võ trọn rể, ngài là một trong ba vị giám khảo. Trên phố nghe đồn sau đó nghe ra quà tặng có hoàng kim ngàn lượng, không biết truyền ngôn là thật hay giả đây. Thượng thư đại nhân trưởng quản hình bộ, thủ hạ có nhiều nhãn tuyến mật thám, vậy mà cũng tin vào truyền ngôn. Dương Thúc Quân cười lạnh: Dương đại nhân chủ chính đại lý tự, thân là hình luật đại quan, vậy mà làm việc thiên tư trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, tự mình tìm đến giám sát tỉ võ trọn rể, có người mất mạng ngài cũng cho là tự đi tìm cái chết. Dương đại nhân, chính là như vậy theo lẽ công bằng chấp pháp hay sao? Luận võ trọn rể, sinh tử tự rước, đây là lệ cũ, Dương Thúc Quân nói ra. Giải thích chỉ là phí công. Các ngươi, những cái người đang nói chuyện này, có cái nào chưa từng cầm qua chỗ tốt của ngươi ra? Không phải như thế, làm sao lại công tư không phân, có ý thiên vị? Im ngay! Trường sinh trợn mắt nhíu mày, lạnh lẽo nhìn y. Luận võ trọn rể, ta là cái thứ nhất lên đài, thắng liên tiếp bất bại. Triều đình Vũ Cử Ân Khoa, ta cũng là thắng liên tiếp đoạt giải nhất. Ta đứng hàng đầu, giáp trạm nguyên. Dựa vào bản lãnh của chính mình, cùng ngây ra có quan hệ gì? Làm càn! Có võ tướng cao giọng quát lớn: Không phân tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, dám chống đối hình bộ đường quan. Ngươi mới làm càn! Trường sinh sinh khí phẫn nộ: Ngươi đừng tưởng rằng dáng dấp vai u thịt bắp ta liền sợ ngươi. Ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, dựa vào là thực học, cũng không phải là nghe ra giúp đỡ. Ngươi nếu như có điều hoài nghi, tan chiều về sau ký giấy sinh tử, trước mặt mọi người cùng nhau đánh. Hừ! Võ tướng hử lạnh nghiêng đầu. Đám người xì xào bàn tán, âm thầm lắc đầu, chỉ nói trường sinh cuối cùng xuất thân dân gian, bỏ không hết một thân giang hồ thói xấu. Cũng có người nói hắn tuổi trẻ khí thịnh, chỉ sợ người khác nói hắn mượn nhờ thế lực nghe ra. Nơi này là uy nghiêm triều đình, cũng không phải là giang hồ bẩn thỉu của các ngươi. Nếu như đã vào triều làm quan, cũng đừng mang theo giang hồ phỉ khí. Chẳng nhẽ lại vì chính kiến không hợp, ngươi liền muốn đem chúng ta toàn bộ giết không thành? Có quan văn mở miệng chào phúng: Ngươi vậy mà cũng biết nơi này là triều đình hay sao? Trường sinh nghiêm mặt phản bác: Nhưng ta nhìn thấy không phải là trung quân ái quốc, không phải là cao thấp tôn ti, mà là kết bè kết cánh, dĩ hạ phạm thượng. Liền hoàng thượng thánh chỉ các ngươi cũng dám chống lại, nơi nào còn có nửa điểm giữ đạo thần tử? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Trường sinh đây là một gậy đánh cả một thuyền đầy người. Thấy hắn không kiềm chế được nỗi lòng, lập tức có người trợ giúp, ác ý khích tướng: Ngươi là người ở rể, thấy người sang bắt quàng làm họ, tham đồ phú quý, còn cho là thực không có vết nhơ.
Ngươi chỉ có cái dũng của thất phu, làm sao dám vọng nghị triều chính, nói xấu đại thần. Trần Sinh phản thúc khí huyết, đỏ bừng cả khuôn mặt. Luận võ trọn rể, ta thắng liên tiếp 43 trận. Ta nếu như tham đồ phú quý, liền sẽ không đem thắng đến tiền tài trả lại cho Nghi gia. Ta mặc dù chưa từng nhập sĩ, lại có lòng trung quân ái quốc, có chí phò tá trung hưng. Không giống các ngươi, từng kẻ đọc đủ thứ thi thư, ra vẻ đạo mạo, lại hoàn toàn không có lòng trung nghĩa, lễ quân thần. Trường Sinh lời vừa nói ra, Yêm Đả rất là đắc ý. Có người thừa cơ ác ngữ Chu Tâm: con không dạy, lỗi của cha. Nếu là có phụ mẫu dạy bảo, thêm chút ước thúc, kẻ này cũng sẽ không trở thành cuồng vọng như thế. Nghe được lời của người này, Trường Sinh tức xùi bọt mép, đưa tay chỉ hắn: ngươi tên là gì? Hạ quan hình bộ lang trung Ngô Kỳ Gián. Đối phương cười lạnh trả lời: ngươi chờ đó cho ta. Trường Sinh mũi thở dồn dập. Trường Sinh vừa dứt lời, chính bắc liền truyền đến thanh âm của hoàng thượng: được rồi, trẫm mệt mỏi. Nghe được lời của hoàng thượng, đám người vội vàng quy vị khom người. Hoàng thượng rời ghế đứng dậy, trạng nguyên một mảnh chân thành, lòng trẫm rất an ủi. Thiếu niên tâm tính, ngôn từ khó nghe, chư vị ái khanh cũng chớ vì ghi hận trách tội. Chức sự để sau này trẫm lại an bài, tất cả giải tán đi. Nghe được lời của hoàng thượng, Trường Sinh như rơi vào hầm băng. Hoàng thượng cuối cùng vẫn là hiểu lầm hắn. Thế nhưng vào lúc này, lão thái giám đứng tại bên trái kim đài ngẩng đầu nhìn về phía Trường Sinh, rũ bỏ vẻ uể oải, hướng hắn mỉm cười. Ngược lại hướng lão già đứng bên kia giơ tay một cái. Kẻ sau hiểu ý, nghiêng người ra khỏi hàng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có lời tâu. Hoàng thượng lúc này đã chuẩn bị đi, nghe được người này lời nói, tay trái khẽ run, dừng bước quay đầu. Chuẩn tấu. Lão già này khom người nói: khởi bẩm hoàng thượng, vi thần coi đạo dùng người thủ trung hiếu. Võ Trạng Nguyên mặc dù tuổi nhỏ, lại có lòng trung quân, chí báo quốc, mà lại hắn mới vào hoạn lộ, cùng văn võ bá quan không có dính dáng. Chỉnh đốn lại triều chính cần cái loại người đầy lòng nhiệt huyết, trẻ tuổi tài tuấn như thế này. Vì vậy thần mời hoàng thượng kiên trì như sơ nghị, cho y nhập chủ ngự sử đài. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường văn võ tất cả đều ngạc nhiên. Lão già này không thể nghi ngờ là hoạn quan một đảng. Hai phe địch ta chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà lại nói tốt cho Trường Sinh. Được rồi, cứ như vậy đi. Hoàng thượng khoát tay áo, quay người rời đi. Văn võ bá quan vội vàng quỳ lại cung tiễn. Trường Sinh là không cần quỳ. Vì vậy, tại hoàng thượng rời đi về sau, Dương Phục Cung lại lần nữa quay đầu nhìn hắn. Dương Phục Cung trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, mà Trường Sinh thì một mặt kinh ngạc. Chờ nhất mạch Dương Phục Cung biến mất sau màn, Trường Sinh mới như chút được gánh nặng, thở dài hổn hển một ngụm khí thô. Người khác có lẽ nhìn không ra mảnh khóe, nhưng hắn lúc trước vẫn đang ngó chừng hoàng thượng. Chú ý tới hoàng thượng tay trái có rất nhỏ run run, điều này nói rõ hoàng thượng rất là kích động. Bởi vậy có thể thấy được hoàng thượng cũng không có hiểu lầm hắn. Lúc trước sở dĩ có như thế lời nói, chỉ là vì cho hắn thêm chút che đậy. Có vẻ như đã bỏ đi hắn, kỳ thực là đang đánh cược Dương Phục Cung sẽ thừa cơ lôi kéo hắn. Mà cái vị lão thái giám mập trắng không thể nghi ngờ chính là Dương Phục Cung. Người này hướng hắn mỉm cười, không thể nghi ngờ, trước là thị uy, sau là lấy lòng. Không nói gì, ý chính là hắn đã không cần ngươi, là ta đề bạt ngươi. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Trường Sinh ngự sử đại phu triệt để thất bại. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện nghịch chuyển kinh người. Kể từ đó, tất cả mọi người đều lúng túng. Lúc trước những người ủng hộ hắn không rõ Yêm Đảng vì cái gì đột nhiên lại muốn tiến cử hiền tài, mà lúc trước công kích hắn cũng đồng dạng không hiểu ra sao, làm sao nói lật lọng liền lật lọng. Người xấu đều để cho người phía dưới làm, người tốt lại là để cho người phía trên. Trường Sinh mặc dù âm thầm vui vẻ, lại không quên làm bộ kinh ngạc, hướng vị lão thần trước đó tiến cử hiền tài cung kính nói tạ.
Người sau cũng không nói chuyện, chỉ là cười nhẹ gật đầu. Lập tức chính là thụ ấn, một đám nội thị sớm đã chuẩn bị xong quan ấn. Ngự sử đại phu chính là luật chính đại quan. Quan ấn là do thuần kim chế tạo. Người khác theo thứ tự là ngân ấn cùng đồng ấn. Mặc dù lúc này đã bãi triều, đại bộ phận văn võ quan viên đều không có rời sân. Có không ít người do dự có muốn hay không nói về hắn chút gì, vãn hồi lại chút mặt mũi. Nhưng Trường Sinh cũng không để ý tới những người đó. Đợi quan ấn đưa tới, chộp trong tay rồi xoay người rời đi. Dương Khai cùng đại đầu cũng phân biệt cầm lấy quan ấn, đi theo phía sau. Chúc mừng tân nhiệm đại nhân, đại đầu vô cùng vui vẻ. Ta hôm nay biểu hiện như thế nào? Trường Sinh thấp giọng hỏi. Lâm Nguy không sợ, bênh vực lẽ phải. Không đợi đại đầu nói xong, Trường Sinh liền ngắt lời hắn. Đừng vuốt mông ngựa. Ngươi không phát hiện ta hôm nay có cái gì không đúng hay sao? Không có. Làm sao rồi? Đại đầu nghi hoặc. Không có gì, Trường Sinh lắc đầu. Đại đầu khẳng định không có phát hiện được dị thường. Nếu như ngay cả hắn đều có thể phát hiện được mánh khóe, cũng liền không lừa được cái lão hồ ly kia. Đại nhân, hai người chúng ta có thể phân đến ngự sử đài tuyệt không phải là ngẫu nhiên, nhất định là ngài trong bóng tối dìu dắt, đại đầu nói ra. Trường Sinh không có nói tiếp. Đại đầu cùng Dương Khai phân đến ngự sử đài, không thể nghi ngờ là ý tứ của hoàng thượng. Đối phương biết hắn cần có người đáng tin giúp đỡ. Thấy Trường Sinh không tiếp lời, đại đầu liền muốn mở miệng truy vấn, rồi lại bị Trường Sinh cắt lời. Đừng nói nữa, nhanh một chút trở về đi. Ngài vội vàng trở về làm gì? Đại đầu không hiểu. Đại quyền trong tay, trở về mang lính xét nhà. Trường Sinh chương 151, nhập chủ hiến đài. Xét nhà ư? Đầu to vốn là sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Ngài muốn bắt cái vị hình bộ lăng trung kia hay sao? Đúng, Trường Sinh gật đầu. Người này dụng tâm hiểm ác, làm nhục tổ tiên, thế tất không thể đơn giản tha cho hắn. Đầu to một bên chạy chậm đi theo, một bên mở miệng khuyên can. Nhưng chúng ta hiện tại liền ngự sử đài tại nơi nào cũng không biết, cũng không biết chúng ta có bao nhiêu quyền hạn, thủ hạ có nhiều ít quan sai, luật pháp điều trần chúng ta cũng chưa quen thuộc. Huống hồ xét nhà cũng là phải có tội danh. Tội của hắn như thế nào định? Hắn thế nhưng là ngũ phẩm triều thần, bắt hắn có muốn hay không thỉnh ý chỉ chúng ta cũng không biết. Ta lại không có nói lập tức liền đi, Trường Sinh nói ra. Nghe được lời của Trường Sinh, đầu to âm thầm thở nhẹ. Nhưng không ngờ Trường Sinh lời còn chưa nói hết, ngay sau đó lại thêm một câu. Trở về chuẩn bị một chút, buổi chiều động thủ. Mắt thấy Trường Sinh tâm ý đã quyết, đầu to cũng liền không khuyên nữa, theo Trường Sinh cùng Dương Khai bước nhanh xuất cung. Dọc đường gặp phải không ít bãi triều xuất cung quan viên. Những người này thấy Trường Sinh ánh mắt kinh người nhất trí, đều là trong lúc khiếp sợ mang theo nghi hoặc. Ai cũng không hiểu nổi hắn vì sao có thể lên thẳng mây xanh. Ai cũng không rõ ràng hắn cuối cùng là người nào. Ba người không biết ngự sử đài là tại nơi nào, nhưng những quan viên kia thì lại biết. Thời điểm xuất cung, tùy tiện hô dừng lại một người mặc hồng nhạt quan phục theo ngũ phẩm triều thần. Người sau không rõ ràng cho lắm tại sao cái vị mới nhậm chức ngự sử đại phu lại muốn bắt hắn khai đao, dọa tới mặt không còn chút máu, run như cây sấy. Chỉ nói bản thân chân tâm ủng hộ, trước đó trên điện cũng không có phản đối chửi rủa. Thấy đối phương dọa sắc mặt trắng bệch, Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Không đến mức a, hỏi thăm đường liền sợ tới như vậy hay sao? Đợi đến lúc thuyết minh bản thân chỉ là hỏi đường, người sau như được đại xá, vội vàng tự giới thiệu, chỉ nói bản thân tên là Cổ Hữu Đạo, đương nhiệm lễ bộ lang trung, sau đó đại hiến ân cần, tự mình dẫn đường. Thấy đám người Trường Sinh đối với Trường An không có hiểu nhiều, Cổ Hữu Đạo liền dọc đường giải thích. Chỉ nói Trường An mặc dù phân đông tây lưỡng thành,
còn phân nội trung ngoại ba thành. Nội thành chính là hoàng cung, trung thành tục xưng hoàng thành, ngoại thành chính là chỗ cư trú của bình dân bách tính. Trừ phụ trách hoàng cung, hàng ngày mọi việc nội phủ, chỉ có trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh, ba cái cơ cấu hạch tâm là trong hoàng cung làm việc. Mặt khác, bao quát lục bộ, bên trong các đại nha môn đều phân bố tại xung quanh hoàng thành, cũng có số ít phân bố tại ngoại thành. Ngự sử đài là ở hoàng thành phía tây. Nghe người này đề đến tam tỉnh, Trường Sinh liền đánh gãy lời người này nói: "Cổ đại nhân, trong hoàng cung nghị sự giải quyết việc công, tam tỉnh này đều là làm cái gì?" Cổ Hữu Đạo biết rõ Trường Sinh mới bước vào con đường làm quan, đối với triều đình quan chế không có hiểu nhiều, lại không nghĩ rằng hắn đối với quan chế hầu như hoàn toàn không biết gì. Nghe được hắn đặt câu hỏi, vội vàng trả lời: "Bẩm đại nhân, việc này nói rất dài dòng, bởi vì tiền triều thừa tướng chức quyền quá nặng, vì vậy soán quốc sự tình thường có phát sinh. Tào Phi soán Hán, Tư Mã Phiêm soán Ngụy, Lưu Dụ soán Tấn, Nam triều Tiêu Dẫn soán Tề, Bắc triều Dương Kiên soán Chu, tương tự đủ loại, nhiều không kể xuết. Vì đề phòng cẩn thận, vì vậy đại đường chưa bao giờ thiết lập qua chức thừa tướng. Chức quyền thừa tướng từ trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh chia sẻ với nhau." Thừa dịp Cổ Hữu Đạo tạm dừng thở dốc, Trường Sinh lại thừa cơ hỏi: "Đại đường chưa bao giờ thiết lập qua tể tướng hay sao? Ngụy Trinh không phải là tể tướng hay sao?" Cổ Hữu Đạo vội vàng đáp: "Hiến đài đại nhân có chỗ không biết. Thừa tướng cùng tể tướng là không phải cùng một chức vụ. Thừa tướng chính là chính thức chức quan, thống nhất triều chính, dưới một người trên vạn người. Mà tể tướng chỉ là một loại lễ kính xưng hô, bao quát tam tỉnh chủ quan tại bên trong một ít trọng thần. Chỉ cần chia sẻ bộ phận thừa tướng chức quyền cũng có thể được xưng là tể tướng. Ngài nói Ngụy Trinh đại nhân chính là môn hạ tỉnh, chủ quan thị trung, vì vậy cũng có thể được xưng là tể tướng." Đợi Cổ Hữu Đạo nói xong, Trường Sinh lại lần nữa hỏi: "Cổ đại nhân, trong tam tỉnh thì cái nào quyền lực nhất?" Cổ Hữu Đạo không trả lời thẳng vấn đề của Trường Sinh, bởi vì Trường Sinh vấn đề này hắn cũng không cách nào chính diện trả lời, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Tam tỉnh ti chức không hoàn toàn tương đồng. Trung thư tỉnh chủ quản quyết sách, phụ trách phác thảo, ban phát hoàng thượng chiếu lệnh. Chủ quan là trung thư lệnh. Môn hạ tỉnh chủ quản xem xét, phụ trách xét duyệt chính lệnh, sửa chữa sai trái. Chủ quan là thị trung. Thượng thư tỉnh chủ quản chấp hành, tất cả chính lệnh đều từ thượng thư tỉnh chứng thực chấp hành. Chủ quan là thượng thư lệnh. Lo lắng giải thích không đủ rõ ràng, Cổ Hữu Đạo lại nói: "Ngụy Trinh đại nhân sở dĩ có can đảm, thẳng thắn, can gián, chính là bởi vì hắn là môn hạ tỉnh, thị trung, trực ngôn tiền gián đã là quyền lực của hắn, cũng là chức sự của hắn. Từ trước đến nay trên triều đình, tối hậu quan đầu chính là vị cao đại nhân, cũng là môn hạ tỉnh, thị trung. Hắn nói liền đại biểu môn hạ tỉnh. Đã như vậy, trung thư tỉnh định ra ngài là ngự sử đại phu, mà môn hạ tỉnh không có dị nghị, văn võ bá quan tự nhiên cũng không thể nói thêm cái gì." Nghe được lời giải thích của Cổ Hữu Đạo, Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, chuyển lại nói: "Nếu như không có trung thư tỉnh phác thảo đề cử, môn hạ tỉnh có thể hay không tuyển chọn bổ nhiệm quan lại?" "Không thể," Cổ Hữu Đạo lắc đầu nói ra. "Quan viên phía dưới ngũ phẩm từ lại bộ chân tuyển đề cử, ngũ phẩm trở lên quan viên nhất định cần phải do hoàng thượng khâm định, giao cho trung thư tỉnh phác thảo, sau đó lại giao cho môn hạ tỉnh xem xét. Môn hạ tỉnh chỉ có phản đối bác bỏ quyền lực, không có quyền lực bổ nhiệm quan lại." Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Nguyên lai triều cục lại phức tạp như thế. Trước mắt xem ra, trung thư tỉnh là phía dưới khống chế của hoàng thượng, mà môn hạ tỉnh quyền lực thì rơi vào trong tay của hoạn quan. Chỉ cần bọn họ không đồng ý, hoàng thượng rất nhiều chính lệnh liền không cách nào thực hành. Đồng dạng, nếu như hoạn quan nghĩ muốn đề bạt người nào, không có hoàng thượng đồng ý, bọn họ cũng làm không được. Song phương là đối lập lẫn nhau khống chế quan hệ. Trong nội cung,
Tình huống đại khái đã làm rõ ràng. Sau đó, Trường Sinh lại hỏi tình huống ngự sử đài. Cổ Hữu Đạo mặc dù không phải là quan lại của ngự sử đài, nhưng là lễ bộ lăng trung, đối với ngự sử đài tình huống cũng hiểu rất rõ. Sau đó lại nói, ngự sử đài mặc dù không có hộ, binh, hình, lại, lễ, công 6 bộ lớn như vậy, nhưng cũng là một nha môn rất lớn. Trừ ngự sử đài bản thân, phía dưới còn có 3 viện, phân biệt là đài viện, điện viện, sát viện. Đài viện phụ trách đốc sát vạch tội triều đình bà quan, thẩm tra xử lý đại án trọng án. Điện viện phụ trách tuần tra kinh đô, cũng giám sát triều nghi, triều hội, cung tế mọi việc. Sát viện chủ yếu đối với châu huyện, quan viên, địa phương tiến hành giám sát vạch tội. Khái quát một câu, quan lại ngự sử đài chính là quan quản quan, ngự sử đài đại phu chính là đại quan quản quan. Từ biểu hiện xem ra ngự sử đài so với lục bộ muốn thấp hơn nửa cấp. Kỳ thực lục bộ đều muốn kiêng kỵ ngự sử đài ba phần, bởi vì bọn họ tất cả đều phía dưới sự đốc sát của ngự sử đài. Chỉ cần ngự sử đài cho rằng có cần thiết, tùy thời có thể gọi bọn hắn tới hỏi chuyện. Ngự sử đài cùng đại lý tự, cùng hình bộ được xưng là tam pháp ty. Tam pháp ty đều có truy nã, thẩm vấn, phán quyết quyền lực, nhưng chức quyền lẫn nhau ở giữa lại không thế nào mâu thuẫn. Đại lý tự chủ yếu phụ trách xử lý một ít thông thường vụ án. Những đại án có hình phạt, khả năng phán xử lưu đày trở lên thì hình bộ liền sẽ ra mặt. Mà ngự sử đài mặc dù có thể bắt người thẩm phán, nhưng chủ yếu chức trách lại là đốc sát vạch tội bá quan. Vì vậy, trừ khi một ít trọng yếu vụ án hoặc là liên lụy tới quan viên, bằng không ngự sử đài bình thường là không đơn giản xuất thủ. Chẳng qua, đơn giản như hình ngục chức quyền mà nói, tam pháp ty bên trong quyền lực lớn nhất lại là ngự sử đài. Bởi vì ngự sử đài có đốc sát quyền. Trong quá trình đốc sát, nếu như phát hiện hình bộ cùng đại lý tự thẩm phán có sai, có thể trực tiếp trở lại phúc thẩm, hoặc là dứt khoát bản thân tự mình tiếp tay. Biết rõ được phạm vi chức quyền của mình, cách ngự sử đài cũng đã không xa. Thật vất vả cùng Trường Sinh nói chuyện, Cổ Hữu Đạo kiệt lực trèo dao, bày ra hữu dụng, thiện ý nhắc nhở ngự sử đài đại phu. Mặc dù ghế trống đã lâu, ngự sử đài nhưng có một vị ngự sử trung thừa, từ phó chức thay chủ quan chức trách. Hơn nữa, người này trước đó vẫn còn ở trên điện phản đối hoàng thượng bổ nhiệm Trường Sinh là ngự sử đại phu. Mắt thấy phía trước chính là ngự sử đài, Cổ Hữu Đạo không muốn tiếp tục đi về phía trước, liền khom người cáo lui. Trường Sinh mở miệng nói lời cảm tạ. Cổ Hữu Đạo cúi đầu khom lưng, liền nói vinh hạnh đã đến, rồi ba bước một quay đầu, năm bước vừa vái vừa đi. Ba người tiếp tục hướng tây đi, đến được phía ngoài cửa lớn ngự sử đài. Đại bộ phận nha môn đều là diện nam bối bắc, ngự sử đài cũng không phải là ngoại lệ. Ngự sử đài có nhất chủ lưỡng phó ba cửa. Chính giữa đại môn cao 1 trượng 2, rộng 1 trượng 8. Môn biển có đề ngự sử đài ba cái thiếp vàng chữ đại. Đại môn trái phải đều có một con giải trĩ thạch thú, thân cao 5 thước, ngụ ý công chính. Bởi vì có 7 tầng bậc thang, vì vậy đại môn là không thể đi xe ngựa. Tại cửa nhỏ hai bên đều có một chỗ có thể cung cấp cho xe ngựa ra vào, lối đi rộng rãi. Trước cửa đang có hơn 10 người bản bộ quan sai trực thủ. Mắt thấy trước cửa có tới vài vị trẻ tuổi quan viên, một người trong đó vội vàng tiến lên kiến lễ. Gặp qua chư vị đại nhân, xin hỏi chư vị đại nhân tới đây có việc gì muốn làm? Không chờ Trường Sinh tiếp lời, một bên đầu to liền giành lấy lời nói. Hai người chúng ta là tân nhiệm thị ngự sử, vị này chính là Khâm Điểm ngự sử đại phu. Đầu to mặc dù thân hình nhỏ, thanh âm cũng rất vang dội. Trước cửa quan sai nghe vậy, vội vàng chạy qua hướng ba người kiến lễ. Bái kiến hiến đài đại nhân, gặp qua nhị vị ngự sử đại nhân. Ngự sử đài chủ quản hiến lệnh, luật pháp, hình ngục mọi việc. Vì vậy, ngự sử đài được gọi là hiến đài. Thân là chủ chính quan viên, ngự sử đại phu lại bị tôn xưng là hiến đài. Mang bọn ta tiến đến nghiệm ấn giao tiếp, đầu to lớn tiếng nói ra. Nếu như không có cái thân quan phục này, tự nhiên không ai coi trọng trước mắt
cái vị người lùn tầm thường. Nhưng quan phục trên người bỗng sinh uy nghiêm, nghe được lời của đầu to, giáo úy đứng đầu lĩnh ban gấp vội cung kính đem ba người dẫn vào trong ngự sử đài. Vốn là nơi giám sát bách quan, đề điển hình ngục luật pháp nha ti, ngự sử đài lớn hơn nhiều so với huyện nha cùng phủ nha. Phân viện hơn 10, gian phòng mấy trăm, đông tây hàm tiếp, nam bắc khiên liên, thật lớn một mảnh. Nha môn cho người cảm giác đều là trang nghiêm túc mục, ngự sử đài càng phải như vậy. Mặc dù viện lạc rất lớn, phòng ở rất cao, nhưng toàn bộ ngự sử đài làm cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc, rất là đè nén. Thân là chủ nhân đều có loại cảm giác này, ngoại nhân tới chỗ này càng là kinh hồn bạt vía. Trung thừa đã trở về hay chưa? Trường sinh thuận miệng hỏi. Bẩm đại nhân, trung thừa đại nhân đã trở về trước ngài. Giáo úy cung kính trả lời. Hắn họ gì? Trường sinh lại hỏi. Bẩm đại nhân, trung thừa đại nhân họ Phùng. Giáo úy trả lời. Hắn hiện ở nơi nào? Trường sinh lại hỏi. Bẩm đại nhân, tí trước không biết. Giáo úy lắc đầu. Trường sinh nhạy gật đầu, không lại hỏi tiếp. Ngự sử đài mặc dù lớn, nhưng cùng với hoàng cung so sánh vẫn là nhỏ. Không bao lâu, ba người tại sự dẫn dắt của giáo úy đi tới ngự sử đại đường. Ngự sử đại đường chừng 2 trượng cao, rộng khoảng 10 trượng có thừa, quả thực khí phái. Chẳng qua mới từ trong cung đi ra, cũng liền không cảm giác được ngự sử đại đường rất lớn. Đại đường cửa đang khép hờ, xuyên thấu qua khe cửa có thể chứng kiến bên trong có không ít người lúc này đang lớn tiếng bàn cãi cái gì. Đại nhân, công đường có người, giáo úy nói ra. Trường sinh nghe vậy quay đầu nhìn về phía giáo úy. Giáo úy bị trường sinh nhìn tới chột dạ, vội vàng thấp thỏm cúi đầu. Có cần tiểu nhân tiến đến thông báo? Không cần, ngươi đi xuống trước đi, trường sinh lạnh giọng nói ra. Giáo úy sợ hãi ưng tiếng, xoay người rút lui. Đợi giáo úy rời khỏi, trường sinh nói. Bọn họ biết rõ chúng ta muốn tới, cho nên mới phải cố ý hở khép cửa phòng. Từ công đường ba hoa khoác lác, cái tên giáo úy này trước đó cũng nhận được thụ ý của bọn họ, cố ý không cao tiếng quấy nhiễu, chỉ là để cho chúng ta nghe được bọn họ bên trong nói cái gì. Dương Khai cùng đầu to tất cả gật đầu. Bọn họ đã muốn cho chúng ta nghe, vậy chúng ta liền nghe. Trường sinh nói ra. Phùng đại nhân, ngài thân là triều thần, theo lý trực ngôn tiền gián, đối công bất đối tư, đối sự bất đối nhân. Hiến đài đại nhân tuyệt sẽ không ghi hận trả thù, chèn ép xa lánh. Đúng vậy, Phùng đại nhân, ngài quá bi quan. Những năm này ngài cẩn thận tẫn chức thủ, ngày đêm vất vả, chúng ta đều là nhìn thấy trong mắt. Phùng đại nhân, qua mấy ngày chính là thị trung đại nhân thọ thần sinh nhật, ngài còn muốn hao tổn tâm trí đi xử lý, không muốn vì chuyện này hao tâm tổn sức. Ngay ra những năm này tích chữ đầu cơ, kiếm lợi tụ tiền tài, có nhiều chỗ trái pháp luật. Chúng ta mặc dù đã kiểm chứng ngồi thực, lại cũng không làm khó bọn họ. Tưởng đại nhân nói là hiến đài đại nhân chính là Nghe Gia con rể, đương nhiên sẽ không khiến cho Nghe Gia việc xấu trong nhà bên ngoài dương cao, thanh danh mất sạch. Phùng đại nhân, ngươi liền không muốn lại lo lắng. Chúng ta những người này ban sai nhiều năm, hiến đài đại nhân mới đến, cũng cần chúng ta giúp đỡ hiệu lực. Hắn sẽ không canh cánh trong lòng, tùy thời trả thù. Phùng đại nhân, ngài quá lo lắng. Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, tuệ nhãn như đuốc, lựa chọn người tuyệt đối sẽ không bụng dạ hẹp hòi, hèn hạ bỉ ổi. Nghe được những tiếng nghị luận của mọi người trong điện, đầu to ngẩng mặt nhìn về phía Trường Sinh. Đại nhân, bọn họ biết rõ chúng ta ở ngoài cửa, cố ý nói cho chúng ta nghe đấy. Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nếu như chúng nhân không biết hắn ở ngoài cửa, nói chuyện sẽ tuyệt không lớn như vậy, cũng sẽ không xưng hô hắn là hiến đài đại nhân. Đoán chừng hô Hoàng Mao tiểu tử đều coi như là khách khí. Bọn họ đây là vừa đấm vừa xoa, ý đồ khiến cho ngài tự trọng thân phận, mà lại sợ ném chuột vỡ bình, đã nghĩ bảo toàn tự thân, lại nghĩ áp chế ngài nhuệ khí. Đầu to nói ra. Bọn họ nghĩ như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta nghĩ như thế nào. Trường sinh cất bước đi vào trong ngự sử đại đường. Đại đường cửa phòng là hờ khép, đầu to cùng Dương Khai đi trước vài bước, đẩy ra hờ khép đại môn. Trong nội đường chúng nhân nghe tiếng quay đầu, ra vẻ kinh hoàng nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh bước qua ngưỡng cửa, trước tiên tiến vào trong đại đường.
Lúc này có tụ tập hơn 20 vị quan viên, đa số không nhập lưu tiểu quan lại, thân mặc màu đỏ triều phục. Chỉ có vị trung niên nam tử ngồi ở công đường. Người này có hai ria mép, Trường Sinh đối với hắn có ấn tượng. Trước đó ở trên triều đình, người này đối với hắn đã nhiều lần chửi rủa. Trong lúc mọi người ở đây chần chừ có nên hay không hướng Trường Sinh kiến lễ, Trường Sinh trực tiếp hướng về phía vị Phùng Trung Thừa ngồi ở công đường đi tới. Mắt nhìn thấy Trường Sinh sắc mặt âm trầm, Phùng Trung Thừa trong lòng kinh hoàng, chống tay đứng dậy. Không chờ đối phương mở miệng, Trường Sinh đã trừng mắt đưa tay cho Phùng Trung Thừa một cái tát vang dội. Phùng Trung Thừa không nghĩ tới Trường Sinh vậy mà sẽ trước mắt mọi người đánh hắn, khiếp sợ ngạc nhiên, sững sờ tại chỗ. Ngươi cho rằng dùng lời gài ta, ta liền có thể đơn giản thao cho ngươi hay sao? Trường Sinh nói qua rồi lại trở tay tát thêm một cái. Ta. Không chờ đối phương nói xong, Trường Sinh trở tay lại tát tiếp một cái. Vị trí này là ngươi ngồi sao? Cút xuống cho ta.